bài viết này nhằm đả kích sự vô lý, thói quen xa xỉ, chuộng hình thức Tây không ra Tây mà Tàu cũng chẳng ra Tàu trong hôn nhân tại Việt Nam hiện nay. Tác giả không hề có ý phỉ báng truyền thống, mà nhấn mạnh vào những cái cháy khoáy, những thiên kiến xác nhận nhảm nhí dẫn đến sự tan vỡ của rất nhiều cặp đôi trẻ. Những số liệu thống kê trong bài viết đã được nghiên cứu, tổng hợp kỹ càng, khoa học, hàn lâm, triết lý với phương pháp, ước lượng, bằng mắt thường. Qua 1001 cái đám cưới mà tác giả hoặc muốn hoặc không muốn đã tham dự. Nhân một hôm trên Facebook của một anh bạn trong nam của mình, vốn 3 năm nay vẫn tràn đầy những khoảnh khắc của đôi bạn trẻ với bao mong ước trong tương lai, chỉ vòn vẹn một dòng chữ: ABC is now single. Sau khi tức tốc gọi điện cho anh bạn này, thì mới vỡ lẽ ra rằng họ chia tay vì không cưới được. Nghe có vẻ lạ, mà không lạ lắm. Suy đi nghĩ lại thì chỉ thấy đắng chát trong họng. 1. Đám cưới là gì? Thời xưa, trai gái lấy nhau gọi là đám cưới, nói gọn là cưới, từ Hán Việt là giá thú. Đám cưới là một trong tứ đại lễ của văn hóa người Việt. Đám cưới thời phong kiến hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ sắp đặt, không phụ thuộc vào đôi trai gái. Theo Wikipedia, theo nghi thức thời xưa, đám cưới bao gồm 6 nghi lễ sau. Lễ nạp tài. Sau khi hai nhà bàn chuyện cưới của đôi vợ chồng trẻ, nhà trai sẽ đặt cọc một cặp nhạn ở nhà gái, biểu thị ý cho việc đã xin. Lễ vấn danh. Ông bà Mai đến nhà gái để hỏi về tên tuổi, ngày tháng năm và giờ sinh của cô dâu. Lễ nạp cát. Lễ này để báo cho nhà gái biết rằng nhà trai đã google xong tử vi và biết được tuổi tác không xung khắc, có thể tiến tới hôn nhân. Lễ nạp tệ, nạp trưng. Lễ này là khi nhà trai nộp lễ vật cho nhà gái để đảm bảo cho sự cử hành của hôn lễ. Lễ thỉnh kỳ. Lễ này để định ngày giờ cử hành hôn lễ. Trong nghi lễ này, nhà gái sẽ đưa ra checklist về lễ vật gọi thầu. Lễ nghinh thân. Lễ rước dâu, chung với lễ cưới, nhà trai mang lễ vật đến rước dâu về nhà trai. Tại nhà trai, cặp phu thê sẽ thực hiện bái lạy gia tiên, bái lạy nhị vị song thân, rồi cuối cùng là giao bái. Một bữa tiệc nho nhỏ giữa gia đình, người thân, hàng xóm và bạn bè sẽ được tổ chức trong một không khí ấm cúng, gọn nhẹ. Sau đó 2 ngày, tân lang và tân nương sẽ cùng nhau về nhà vợ để bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu. Về căn bản, việc thách cưới của nhà gái chỉ là một hình thức. Với quan niệm tài vật đó sẽ khiến cho cuộc sống của tân nương bên nhà trai sẽ luôn giàu sang phú quý. Số lượng lễ vật tùy thuộc vào thái độ của nhà gái với nhà trai, nếu ưng thì sẽ vừa phải. Còn nếu không ưng thì sẽ hét lên tận trời để khỏi cưới. Tức là lễ cưới thời phong kiến sẽ gói gọn 3 vấn đề sau: 6 nghi lễ truyền thống, không bàn của cải, không xa xỉ rông dài. Thời nay, thời buổi hiện đại, hội nhập văn hóa nên đám cưới ngày nay không còn là hủ tục cha mẹ đặt đầu con ngồi đó nữa, và các nghi lễ cũng được tinh gọn lại để tránh tốn thời gian hoặc phiền hà. Tuy nhiên, các giá trị cốt lõi nhân văn trong văn hóa hôn nhân của nước ta vẫn được giữ lại. Lễ dạm ngõ. Nhà trai mang lễ vật đến nhà gái để đặt vấn đề cưới xin cho cặp trai gái. Các vấn đề như tuổi tác, sinh lễ, ngày giờ cũng sẽ được bàn bạc trong buổi lễ này. Lễ ăn hỏi. Nhà trai mang lễ vật đến nhà gái để hỏi cưới. Tại nghi lễ này, cô gái sẽ được xác nhận là vợ chưa cưới của chàng trai. Lễ cưới. Phần này là quan trọng nhất trong toàn bộ 4 nghi lễ, khi tân lang tân nương báo cáo hôn sự lên gia tiên, kính rượu phụ mẫu phụ thân bằng quyến thuộc. Sau đó, gia đình sẽ lựa chọn tổ chức một bữa tiệc thân mật tại nhà, hoặc kéo nhau vào một cái hộp kín với mấy trăm khách, mà đa số trong số đó là cô dâu chú rể chỉ gặp được 1-2 lần trong suốt quãng đời. Lễ lại mặt. Sau lễ cưới, tân lang và tân nương quay về nhà gái để bài kiến phụ mẫu, kèm theo một số lễ vật đơn giản, rót rượu hoặc trà. Kết thúc phần 1, tôi xin nhấn mạnh một điểm rằng nghi lễ cưới truyền thống của người Việt Nam không hề bao gồm cái bữa tiệc 200-300 người xa xỉ lãng phí mà mọi người thường gọi là cơm bụi giá cao. 2. Đám cưới hay là trò lố? Nói trắng ra, cái buổi lễ mà cô dâu được cha đưa xuống lễ đường, lên khán đài trong tiếng nhạc sập xà sập sình, chú rể mặc suit đợi sẵn, vũ công múa may dập dờn hoàn toàn là một sự vay mượn từ văn hóa phương Tây, một cách nửa mùa. Thế nên làm ơn đừng lôi hai chữ truyền thống ra để mà bao biện. Cái sự copy ấy nửa mùa ở các điểm sau đây. 1. Tốn thời gian nhất không phải là trong thời gian làm lễ, mà là việc đi phát thiệp cưới. 300 cái thiệp cưới, chia ra hai nhà cùng đi phát,
ban ngày đi làm không quên xách theo cái list dài lê thê và một mớ thiệp cưới. Tan ca là vội vàng chạy đi phát thiệp. Ai không nghe máy thì đến tận nhà, ai ở xa thì gửi bưu điện. Hôm nào lười thì cắn răng gọi shipper. Dù cho mưa nắng vất vả, khó khăn nhọc nhằn, thiệp này cũng không thể phát thiếu. 2. 90% là khách mời của cha mẹ cô dâu và chú rể mời. 70% trong số đó, cô dâu và chú rể còn chả biết tên. 25% còn lại, cô dâu và chú rể biết tên, song chỉ gặp gỡ tầm 1 đến 2 lần trong suốt quãng đời còn lại, tính luôn cả trong lễ cưới. 5% cuối cùng là họ hàng. 3. 10% khách do cặp trai gái mời là người quen của cô dâu chú rể, 10% là bạn bè thân thiết trong cuộc sống, người rất vui mừng khi được có mặt để chúc phúc cho bạn bè của mình. 90% còn lại gồm bạn mẫu giáo 10 năm chưa gặp, bạn cùng bàn khác tầng hồi cấp 2, bạn cùng trường nhật thời đại học, và đồng nghiệp, những người mà đã cố né hết sức mà vẫn phải đi ăn cơm bụi giá cao. 4. Ngoại trừ 30% thời lượng buổi tiệc cưới, cô dâu và chú rể ở trên lễ đài, thì 70% còn lại họ phải đi mời rượu từng bàn để quay phim, chụp ảnh kỷ niệm với cô dì ơi và chú dì dì ơi. Mãi đến cuối buổi, họ mới có thời gian để ghé qua bàn bạn thân vốn đã ăn no, uống say và đang vừa ngáp vừa quẹt điện thoại. 5. 80% số người dự tiệc cưới đến chỉ để nhét phong bì, ký tên, đóng dấu, cười cười với cô dâu chú rể, ăn, đi về. 10% số quan khách cố nhét lũ nhóc vào ghế ngồi, bịt miệng cái đứa đang khóc toáng lên cái lúc mọi người đang im lặng nhìn cảnh trào nhẫn, hoặc đuổi theo cái thằng nhóc đang định ụp cái bánh kem vào mặt cô dâu. 5% kéo nhau lên lễ đài hát năm anh em trên một chiếc xe tăng, hoặc kinh dị hơn là có khi nào rời xa. Tuyệt chiêu cuối cùng là người yêu cũ của cô dâu lên hát khi nào chia tay. 5% hiếm hoi sẽ nhìn theo và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. 6. Ở trên MC thao thao bất tuyệt theo kịch bản, ở dưới mọi người hỏi sao lâu thế chưa được ăn. 7. Ăn xong khách lật đật đứng đi về, cô dâu chú rể cũng lật đật dọn hàng cho tour kế tiếp họ còn làm đám cưới. Các bạn nghĩ sao khi buổi lễ quan trọng bậc nhất cuộc đời mình mà toàn những người mình không quen biết, toàn những đứa nhóc phá phách, toàn những người ăn cơm bụi với giá cao, và bạn chẳng thể nào dành thời gian cho những người thực sự quan trọng với bản thân mình. Tôi không biết chắc cuộc hôn nhân này sẽ được vẹn toàn bao nhiêu, nhưng nhìn theo cái sự nghiến răng ken két của những người buộc phải đi ăn cơm bụi giá cao, thì tôi cá chắc rằng lời chúc của họ dành cho cặp đôi rất là đặc sắc đây. Trong khi đó, xin mời hãy nhìn vào tấm hình dưới sau, chụp tại lễ cưới của cậu em trai người Việt Nam của tôi cùng cô dâu tại Mỹ. Buổi lễ trang trọng, thân mật, có sự góp mặt của linh mục, gia đình và những người bạn thân thiết trong cuộc đời họ. Không hề có những kẻ mà họ không biết là ai, không hề có múa hát rình rang, không hề có những đứa nhóc con quậy phá, không cần phong bì và tiền bạc. Chỉ có chiếc bánh kem cô dâu tự làm, chỉ có lễ đường được họ và những người bạn thân tự tay thiết kế tại một trang trại nhỏ xinh. Chỉ có cô dâu và chú rể nhảy cùng nhau trên nụ cười của biết bao nhiêu bạn bè thân thiết. 3. Cuối cùng là cha gái lấy nhau hay là cha mẹ lấy nhau? Hệ quả là cặp đôi yêu 3 năm không đến được với nhau ở đầu bài, tức là chú rể với gia đình không dư giả, bản thân ở tuổi 28 chưa thể nào có 300 triệu trong tài khoản như lũ hot girl ngu xuẩn, não lợn, chuyên ngành đào mỏ nào đó hay vẽ ra. Đương nhiên không thể nào chi trả nổi cho bữa tiệc cưới 150 khách tại đất Sài Gòn hoa lệ. Hệ quả là câu nói thiếu muối bậc nhất, đúng người nhưng sai thời điểm, được đẻ ra. Phải chi yêu anh lúc 31-32 tuổi thì 200-300 triệu làm đám cưới ngon ơ. Hệ quả là rất nhiều cặp đôi đứt gánh ngay trước giờ gờ, vì dẹp đi, gia đình anh em đòi hỏi quá đáng như vậy thì dẹp, khỏi cưới xin cái mẹ gì nữa. Hệ quả là mỗi người khách xuất hiện ở bữa tiệc sẽ phải xem liệu nhà hàng này sang cỡ nào để còn bỏ cho đủ tiền vào phong bì. Hệ quả là trước giờ cưới 30 phút gọi nhau ý ới, ông ơi đi bao nhiêu tiền đấy, để tôi biết đường mà bỏ bấy nhiêu. Hệ quả là người ta không được gọi là đi dự đám cưới, họ gọi là đi ăn cưới hay là đi ăn cơm bụi giá cao, đúng nghĩa là đến chỉ để ăn cho đủ lại tiền. Hệ quả là ai thấy thiệp cưới cũng sợ tái cả mặt, cho nên thế mà nó cũng tìm ra được mình để đưa cái thiệp mời. 10 năm không gặp, số điện thoại còn không có, thế mà địa chỉ để tìm về đưa thiệp. Một tháng làm sấp mặt được có 4 triệu bạc, đi 4 cái đám cưới thì hết veo một nửa. Hệ quả là thay vì chơi thú nhún trong đêm tân hôn, thì rất nhiều cô dâu chú rể mệt mỏi dã rời vẫn lôi phong bì ra đếm xem có đủ bù lỗ hay không. Hệ quả là cưới xong hàng xóm,
bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng không hỏi sống có hạnh phúc hay không, mà hỏi lời hé lỗ. Hệ quả là, cưới xong thay vì còn tiền để đi trăng mật, để mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình nhỏ, nhiều cô dâu chú rể làm bù đầu bù cổ để trả nợ. Đến đêm xù lông xù cánh chả buồn động vào nhau, sáng ra chửi lộn cũng vì chuyện tiền nong. Mà cứ cho là còn tiền để đi trăng mật thì cũng chả còn ngày phép để mà đi, vì có bao nhiêu ngày phép dồn lại để đi chụp ảnh ngoại cảnh và phát thiệp cưới hết trơn. Hệ quả là, điên sáng nghe bà bên cạnh khoe với cô bán phở là làm đám cưới cho con xong lời hẳn trăm triệu mới mua cái nhẫn hột xoàn xong. Hệ quả là, mấy khi cô dâu chú rể ở tuổi 25-26 có đủ 300-400 triệu để tự lo liệu cho đám cưới, nên thành ra bố mẹ chi tiền và tôi bỏ tiền ra thì tôi có quyền quyết định đám cưới của anh chị. Kết luận, tôi không biết các vị phụ huynh có thấy xót lòng chút nào không khi đôi lứa không được đến với nhau cũng vì những cái oái oăm nhảm nhí trong cưới xin, mà đa phần là đều chẳng có trong truyền thống, mà chỉ là cái yêu cầu rất vớ vẩn của các vị. Tôi không biết các cặp đôi có thấy vui không khi mà các anh, các chị dáng vay mượn tiền để làm đám cưới cho to, cho oách, cho bằng anh A, chị B, để rồi các anh, các chị đi gõ cửa từng nhà người quen ở đâu để dí cái thiệp cưới vào mặt họ, để rồi cái kiểu đám cưới ấy nó nghiễm nhiên trở thành cái nếp, cái tập tục khiến cho rất nhiều cặp bạn trẻ đang không thể đến được với nhau vì hai chữ đám cưới. Thế là từ một cái gì đó rất thiêng liêng trở thành một thứ gây hại hùng cho cả đôi lứa, lẫn cho nhiều người nhận thiệp cưới. Các bạn trẻ hoàn toàn có thể lựa chọn một đám cưới ấm cúng hơn và ít những người khách không quan trọng hơn cơ mà. Các bạn cũng có thể hoàn toàn chọn một lễ đường tuy nhỏ nhưng đẹp và sang trọng hơn một buổi lễ đường 300-400 khách vừa xấu vừa nóng cơ mà. Nếu các bạn lựa chọn như vậy, tôi nghĩ điều kiện tài chính ở tuổi 26-27 hoàn toàn là đủ để tự tay quyết định buổi lễ của mình sẽ được tổ chức ở đâu, khi nào, với những người bạn thân thiết của mình, với những giây phút hạnh phúc đúng nghĩa nhất trong cuộc đời. Hạnh phúc của mình nên là bản thân mình tự quyết. Một cái đám cưới to đùng không làm nên cuộc hôn nhân hạnh phúc, một cặp nhẫn 2 tỷ không đoán chắc được tương lai chia ly, một chiếc Bentley đón dâu không khiến cho đôi vợ chồng trăm năm yên ấm, một vài trăm triệu tiền mừng lại chẳng có ý nghĩa gì so với cả đời bên nhau. Một đám cưới nên thực chất là một ngày vui của đôi lứa. Và một điều cuối cùng, xin đừng biến đám cưới thành chó lố nữa. Và đó là quan điểm của tác giả. Các bạn có đồng ý với tác giả hay không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!